Hello, tôi cảm ơn nhé. Hôm nay tớ lại chơi tám trò trò trước này. Chúng ta sẽ vào chơi này. Chúng ta sẽ chơi bắt bàn. Make yourself at home. An explanation. Those aliens are making horrible experiments on us monsters. Big scary monster you met up there. It's one of their test subjects. It's also my evil half. Spilled it when they did experiment on me. I plan to rescue it, and you're going to help Rồi, me. nó sẽ đi First, cái này. go check on the sheriff over Chúng ta there. sẽ vào đây. Hello, stranger. It seems just to successfully rescue you. Take this syringe and meet up with Jester. You two are going to rescue Bitter Giggle now. Hai chúng ta sẽ lại cái này. Ủa, chúng ta sẽ đi sang bên đây. You have the syringe. Good. Let's go. Đây, chúng ta sẽ đi xuống dưới đây. Looks like we're in their garden. The way out is locked. Let's find a way out of here. Đây, con này đây đây. Chúng ta sẽ sang bên này. Chúng ta vào đây chúng ta sẽ điều chỉnh cái này, này. Đây, như này chúng ta đã xong rồi. Ta sẽ lấy cái nước lên. Ta sẽ tưới vào cây này. Đây, chúng ta sẽ đi xong bên này. Đây, chúng ta sẽ làm cái con chim này. Nắp ở đây. Đây, nắp xong hết rồi. Chúng ta sẽ lấy phần này. Phần sẽ đổ này. Nice work, stranger. Let's head to the hall. Turn here. So this is where the aliens keep their prisoners, but no Bitter Giggle here. Con đặt đây này sáu này chúng ta thì chúng ta sẽ mở ô số 4 này ra chúng ta sẽ vào đây. Wait here, let me take out that alien. Con này nó sẽ tiêu diệt con kia. Help me find a way to release it. Đây, chúng ta sẽ ăn ở đây. Em bảo cái số 4 này ra này. Ô, con này nó đang bị con kia đánh. Sau số 4 này chúng ta sẽ lấy cái thẻ đây này.
con này nó xong bị điện giật này, chúng ta sẽ tháo nó xuống. What are you doing? How did you get out? He's getting away. Chase him. I'll catch up to you later. Just go. Oh, bọn này nó bị con kia tiêu diệt rồi. These dead aliens. Bitter Giggle must have just passed here. End of the line. I must find a way to defeat this monster. Oh, con này đây. Ta sẽ ấn một cái súng này cho nó bắn con kia. Take this. Thank you, stranger, for buying me some time and lure the beast here. Me and Bitter Giggle has merged, and I am whole again. Let's get out of here before more aliens arrive. À, chúng ta vào đây. Chúng ta vào đây là chúng ta đã chiến thắng rồi. Stop right there. So the jester got his other half back. Quite impressive, I must say. Da-da-da. So you are the one commanding these aliens' experiments. Of course. And I will capture you both, brainwashed, so you can join my army. There's too many of them, stranger. You can't win this. I will hold them off. You must go and find the sheriff. I am sorry. Rồi, chúng ta sẽ sang trò chơi thứ hai. Trò chơi 9. Rồi, chúng ta sẽ đi đây. Chúng ta vào đây. Oh, con này là chúng ta sẽ mở anh cái này ra này. Rồi, con này là chúng ta sẽ sang bên này. Oh, con này đây. Chúng ta vào đây, chúng ta sẽ mở anh cái này ra. Chúng ta lấy cái thẻ đây. Oh, con này nó đi vào trong ha. Ta sẽ sang bên đây này. Oh, chúng ta sẽ gặp con này. Xong mở cái cửa bên này, chúng ta sẽ lấy cái búa này. Con này đang đứng này. You are disgusting. I can't put you in my ice cream. You taste like shit. Chúng ta sẽ đập cái này ra xuống. Chúng ta sẽ đi xuống dưới. Soon there will be no one. Oh, chúng ta ngồi xuống.
đứng lên. Trường này chúng ta sẽ đi xa. Chúng ta cẩn thận là nó sẽ nhớ quá đấy. Nó sẽ đi ngay trên này. Tháng lên. Nên là chúng ta đã chiến thắng rồi. Chúng ta sẽ sang trò chơi thứ ba.
someone very close to me. À, cái này chúng ta lấy rồi. Đó, còn là nút đen. Ok, chúng ta bật xong rồi kia.
chín mười kia nó sẽ xuống. Xem thần bên kia nè. Đây chúng ta sáng lên này, chúng ta sẽ sang cho copy một. I'm the head of innovation here at the Playtime Co. Toy Factory. If you're seeing this, then you're trespassing. Yeah, we play this little tape on loop whenever we close the factory for the day. So, trespasser, just to make you aware, while we pride ourselves primarily on our high-quality toys and excellent childcare, we also pride ourselves on our security. For example, this facility is full of hidden motion triggers, which, once set off, will turn on the factory's emergency alarms and directly contact the authorities. And that's one of the more tame aspects of our security system. No spoilers. So, you've got my warning. It's not too late to turn around. I just hope that you're certain whatever you're doing is worth it.
Đừng lấy bốn cái này lắp vào đây. Các bạn lại thêm bốn cái. Không được hai cái đâu. Ba cái. Lắp thêm một cái nữa. Đâu? Ở đây. Đã kéo anh cửa ra này. Cần lọc đi đây. Rich, where are they keeping the huggy boxes? I don't know. I couldn't tell you. Remember when Bateman left in a sweep of this place? No. Exactly. Nobody in this stupid company knows what they're doing. Oh, I swear, I haven't seen a single box in its place since they started flooding the storehouse with orphanage junk. Right. I get it. It's a nice program. On brand. It's just hard to be happy about it with manufacturers on our necks about it, because we can't buy stupid hockey boxes. Rich. Oh, you're right. You're right. It's for the orphans. I just wish there were less boxes. Anything less would be more habitable. Is that even a word? Habitable. Chúng ta sẽ sang trò chơi Poppy ha. Thank you.
should kill. I think that's the same one. Chúng ta sẽ kéo cái xe này. Chúng ta nhận được chúng ta sẽ sang chơi cuối cùng. Thank you.
mình sẽ đuổi chúng ta nhảy qua đây không? Là nó sẽ đuổi chúng ta đây. Ta che chiếu một tí. Ta sẽ chui vào đây. À, nó đây, chúng ta chạy đâu? Nó kìa kìa. Bắt được này, chúng ta sẽ cho nhảy tí nữa. Rồi, tôi kết thúc video tại đây rồi. Mọi người nhớ đăng ký kênh ủng hộ tôi nhá. Hẹn mọi người video tiếp theo này.